Xin chào các bạn, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một dòng sản phẩm phải nói là chắc là sẽ là lạ với anh em. Tuy nhiên là dòng sản phẩm này nó thuộc cái bậc gọi là Ultra Luxury của đồng hồ Thụy Sĩ. Nếu nói về những cái cấp bậc thì như Patek Philippe thì vẫn gọi là Luxury thôi. Còn với Harry Winston này thì nó là Ultra Luxury, tức là giá trị và cái những cái sản phẩm nó bán ra nó sẽ ở phân khúc trên của Patek một chút. Nó nhắc đến Harry Winston thì Harry Winston là một trong những nhà kim hoàn nổi tiếng nhất thế giới, và họ có hàng trăm năm lịch sử làm kim hoàn. Và sau đó thì đồng hồ thì cũng là bây giờ chúng ta cũng gọi là một trang sức, cho nên là đồng hồ cũng là một cái ngạch phát triển của Harry Winston. Tuy nhiên Harry Winston thì không phải là tay mơ trong giới đồng hồ, mà Harry Winston hiện tại các đồng hồ của họ đều sử dụng máy in-house, và có những cái đồng hồ của họ làm rất là tuyệt vời, cũng như là đỉnh cao, cũng như là có nhiều cái phát minh của thế giới. Anh em có thể lên trang chủ của Harry Winston để tham khảo thêm, hoặc là search Google về cái thương hiệu này. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một dòng, đó là Harry Winston Premier Extended, và dòng này của mình là dòng Time Zone, tức là chúng ta sẽ có Dual Time. Thì nói đến dòng này thì với cái dòng Harry Winston này thì nó luôn có một cái case đặc trưng như các bạn đang thấy. Chiếc này sử dụng là case size là 39 mm, và cái lắc thì các bạn có thể thấy lắc của nó rất là lạ, và khi đeo trên tay thì thực sự nó rất là đẹp. Và đây là nó đẹp kiểu độc lạ, và nó có sự tinh tế trong cái thiết kế và đầy đủ những cái ở trên mặt cũng như là đáy của sản phẩm. Harry Winston vì là xuất thân từ một nhà kim hoàn nổi tiếng, cho nên là tất cả những chiếc đồng hồ của họ đều có cái mức độ hoàn thiện phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Điển hình ở đây các bạn có thể thấy là cái kính sapphire của họ làm theo những cái vết cắt kim cương, cho nên các bạn có thể thấy cái phần rìa này của họ được làm cực kỳ đẹp, và nó sát với phần cái bezel ở dưới. Để làm được điều này thì cái cục sapphire của chúng ta phải mài cực kỳ tròn và đều. Và với cái điều này thì những nhà kim hoàn thì luôn luôn có những cái kinh nghiệm trong cái chế tác kim cương. Và các bạn thấy là với cái kính sapphire lồi như vậy, và họ còn sử dụng đầy đủ những cái lớp chống lóa trong và ngoài để khiến cho cái mặt đồng hồ của chúng ta nó được trong vắt, trong trẻo và dễ nhìn hơn. Cái cách phối màu của Harry Winston trên sản phẩm cũng đem đến cho chúng ta một sự sang trọng nhất định. Chúng ta sẽ có phần thân case là được làm bằng vàng 18K AU750. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có cái mặt dial được làm với màu vàng châm banh nhẹ, và nổi bật trên cái nền đó là những cái sắp dial của chúng ta được sử dụng màu xanh navy và xanh dương sáng. Ở đây thì mặt dial của chúng ta có rất là nhiều chi tiết. Các bạn có thể thấy là dễ nhìn nhất đó là cái Paris Surf ở góc 12 giờ, và cái lịch ngày của chúng ta ở góc 6 giờ, và thương hiệu Harry Winston ở đây. Kim giờ và kim phút của chúng ta thì sẽ ở cái sắp đều ở phía bên phải này, và ngay phía dưới các bạn sẽ thấy là logo HW, tức là Harry Winston, và phía dưới đó chúng ta là Day and Night Indicator, tức là nó sẽ thông báo là ngày và đêm. Ở đây nó đang khoảng 12 giờ, cho nên các bạn sẽ thấy là nó khoảng là 12 giờ trưa khi mà mặt trời nó hiện lên như này đó. Ở phía bên trái của chúng ta thì sẽ là một cái time zone thứ hai, tức là dual time, và cái time zone này chúng ta có thể tùy chỉnh bởi cái núm bên trái này. Núm này của chúng ta thì được làm theo dạng là như các bạn thấy ở đây là núm núm vặn screw down, để chúng ta tránh tránh khi mà chúng ta sử dụng chúng ta bị chạm vào đó. Và để sử dụng được cái này thì chúng ta sẽ phải vặn cái screw down này ra, và sau đó chúng ta ấn. Các bạn có thể thấy là nó đang chỉ là khoảng tầm 11 giờ trưa đến 12 giờ, và đây là 12 giờ kém 15. Khi các bạn ấn thì nó sẽ lên 1 tiếng 1 đó, các bạn sẽ thấy nó đúng với cái vạch ở trên này đó. Và cái này thì khi các bạn sang nước ngoài thì chúng ta sẽ set luôn cái time zone này của chúng ta là của nước đó, và time zone này thì được hiển thị theo dạng đó là retrograde các bạn nhé. Thì với cái time zone này chúng ta rất là tiện khi mà sử dụng khi chúng ta đi nước ngoài. Ở núm bên phải thì các bạn sẽ có đó là hai nấc, với khi mà chúng ta chưa kéo ra thì nó sẽ lên cót tay. Và đây là một chiếc sử dụng cót tay, và chiếc này thì nó có thời gian tích cót rất là khủng. Chút nữa nói về bộ máy thì mình sẽ show cho anh em. Khi các bạn vào nấc 1 thì chúng ta sẽ là chỉnh lịch ngày ở đây. Còn khi các bạn vào nấc 2 thì chúng ta sẽ là chỉnh giờ, và khi các bạn chỉnh giờ thì cái đây night indicator này của nó sẽ xoay theo. Đó. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ chuyển dần sang đêm. Và đây là 6 giờ chiều này.
Nó là thời điểm giao giữa ngày và đêm. Lúc này chúng ta hiện rõ luôn cả mặt trời và mặt trăng. Và khi chúng ta lên đến 12 giờ thì chúng ta sẽ thấy là cái phần indicator này của ta, chúng ta là hoàn toàn đó là cái trăng lưỡi liềm của chúng ta. Đó. Các bạn có thể thấy là khi mình chỉnh lên thì cái kim retrograde nó cũng nhảy và cái lịch ngày của chúng ta cũng nhảy qua ngày mùng 6. Đó, mình sẽ để lên khoảng tầm 10 giờ sáng để show cho anh em cho dễ. Toàn bộ kim và cọc số của chiếc này đều được làm bằng vàng khối, và cái huy hiệu này, cái logo này của chúng ta cũng làm bằng vàng khối. Phần thân case của chúng ta thì được làm rất là đặc trưng, với các bạn thấy ở đây là chúng ta sẽ có ba cái vạch này ở phía trên và dưới, tạo nên một cái iconic design riêng của dòng Premier này của Harry Winston. Phía bên phải thì cái núm chính của chúng ta thì sẽ có logo HW ở phía trên, và cái gen của chiếc này thì nó sẽ được làm theo cái hình xoáy này, các bạn có thể thấy nó xoáy này, xoáy răng cưa rất là đẹp, và cái núm bên này cũng được làm xoáy răng cưa như vậy. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có bộ máy in-house của Harry Winston. Bộ máy này thì được làm với cái finish được làm handmade rất là đẹp, bởi vì các bạn có thể thấy là toàn bộ máy sau được sâu ra, bởi vì đây là một mẫu máy sử dụng có tay cho nên là chúng ta sẽ không có là củ văng. Các bạn có thể thấy ở đây là những bộ phận của cái ổ cót của chúng ta, balance wheel của chúng ta đang quay. Ở đây chúng ta sẽ có là logo dòng chữ Harry Winston. Sweet Mate này điều chỉnh được tại 5 vị trí, và ở đây chúng ta sẽ có là 20 chân kính. Tất cả những cái con ốc được sâu ra ở mặt sau của trên chiếc này thì các bạn có thể thấy ở đây là nó đều sử dụng là ốc nung xanh. Và ở chỗ cái cót này nó thì có ghi ở đây là 5 day power reserve. Vâng, thưa các bạn, bộ máy của chiếc này thì có 20 chân kính, 120 giờ tích cót, tức là 5 ngày power reserve và 28.800 tần số lao động. Các bạn có thể thấy ở đây là những cái chân kính sâu ra ở trên bề mặt của nó thì đều được làm theo dạng là chân kính có bọc vàng, được làm rất là đẹp. Và đây là một trong những cái design mà phải nói cực kỳ tuyệt vời của Harry Winston. 5 cái chân kính gold chain được bọc vàng ở đây, còn những con vít của chúng ta thì được nung xanh. Đây là một cái finish phải nói là tuyệt vời, theo giống như là mình chỉ thấy trên những cái dòng đồng hồ của Đức. Kính sau của chúng ta cũng là kính sapphire và cũng được phủ chống lóa với lớp chống lóa màu xanh rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy cái phần bridge này của chúng ta cũng được làm màu vàng, nó giống như là được làm bằng bạc Đức trên những chiếc Alain & Chon vậy. Đó, cho nên là đây một trong những cái dòng sản phẩm được finish rất là tuyệt vời và đẹp. Đó. Các bạn có thể thấy đằng sau là chúng ta sẽ còn cái case number và số hiệu được sản xuất, cũng như là logo Harry Winston và cái mã của sản phẩm của chúng ta. Cái đáy sau này của chúng ta được cố định bởi 8 con vít được giải đều theo hình bát giác ở đây. Đó. Một điểm đặc biệt trên cái dòng sản phẩm Harry Winston đó là với những cái dòng sản phẩm khác thì nếu như mà cái thân vàng gối của chúng ta thường nó sẽ chỉ có 4 chuyện, đó là chuyện đầu chó, chuyện cân tiểu ly, chuyện 750 và chuyện của nhà sản xuất. Tuy nhiên ở trên chiếc này thì do cái phần lắc và hai cái lắc này của chúng ta là có thể tháo tách rời được, cho nên là Harry Winston làm rất là kỹ, là họ làm luôn cả cái phần mỗi cái lắc này của chúng ta là 4 chuyện. Các bạn có thể 1, 2, 3, 4, lắc trên của chúng ta cũng 4 chuyện, và cái phần thân của chúng ta thì sẽ có 4 chuyện riêng. Đó, Harry Winston làm rất kỹ càng trong cái việc này. Nó thể hiện đây là một đẳng cấp finish rất là cao, và cái cách nghĩ về thương hiệu rất là tốt của Harry Winston. Đó, các bạn có thể thấy là đầy đủ chuyện theo từng cái chi tiết. Và chúng ta sẽ còn 4 chuyện nữa, đó là ở cái khóa của chúng ta. Các bạn có thể thấy ở dưới phía đáy này chúng ta cũng có đầy đủ 4 chuyện. Và ở phía trên thì chúng ta sẽ có đó là logo Harry Winston. Khóa này của chúng ta thì được làm rất là mảnh theo đúng phong cách của những cái thương hiệu sang như là Patek Philippe, hoặc là các bạn cái này làm khá giống là Cartier như mình đã show cho anh em lần trước này. Đó, khi mà chúng ta ráp vào thì nó sẽ trơn tuột luôn, và cái này có logo Harry Winston ở phía trên. Chiếc Harry Winston Premier Extender này, Time Zone này thì có mức giá khá là cao, và hiện tại mình về được một chiếc này nó chỉ còn đồng hồ zin, khóa zin, dây da handmade như vậy, thì chiếc này có mức giá có phải nói là cực kỳ tốt, vì đây là mua của người chán bán cho người cần các bạn. Giá retail của chiếc này là 31.900. Các bạn có thể search cái mã mà mình đăng ở trên tên của trên tên YouTube của video này, thì với cái mức giá là 31.900, nếu các bạn mua full thuế ship về Việt Nam nó vào khoảng 815 triệu. Đây là một con số cực khủng. Và những cái sản phẩm của Harry Winston thì thường là không có chiếc nào
dưới 20.000 cả. Đấy là giá retail. Còn với chiếc này thì bên mình bán với mức giá không tưởng và bao check 1 đến 10 cũng như là bảo hành 5 năm cho các bạn tại Việt Nam. Chiếc Harley Winston này bên mình hiện đang bán với giá là 12.500 đô. Tức là mức giá nó chỉ khoảng tầm 290 triệu, chưa đến 300 triệu các bạn nhé. Thì đây là một cái mức giá rất tốt để anh em mà thích sở hữu chiếc Harley Winston thì có thể qua bên mình để xem và thử trên tay sản phẩm. Sản phẩm có size 39 và bên mình sẽ tặng các bạn một gói spa miễn phí, nên những cái vết xước răm này các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là nó có thể biến mất sau cái spa của ICS. Cảm ơn anh em rất là nhiều và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.